YouTube. Okay. Yes. Where are you from? I'm from Spain. Spain? Yeah. Oh. How? Spain. Yes. Spain. You know Spain? Yes. Okay. I can speak a little English. In Spanish? No, no, no. No, no, no. Speak Vietnamese. Come on. Come on. Come on. Come on. Thank you. Thank you. Yeah. Yes. Cắt đoạn đây. Cắt lại mà đây. Oh wow. Good by me. Please. In Vietnam, very cheap. Bánh mì. Bánh mì. Cheap. Bánh mì, bánh mì. Bánh mì nướng. Bánh mì. Bánh mì. So how much? 30. 30. With the egg. Okay, goodbye. 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 Bán bánh mì nói tiếng Anh giỏi thế. Nói gì đâu giỏi. À, đó là hai cái du khách người nước ngoài đó các bạn. À, họ là người Tây Ban Nha. Tuấn Dương thì chỉ biết nói được một vài từ thôi. Họ sang đó họ mua mỗi người một ổ bánh mì. À, họ cũng biết nói một cái từ là come on, nghĩa là cảm ơn đó. À, thì bây giờ mình sẽ đi bộ để đi ra. Wow, các cái cô gái mặc rất là đẹp ạ. À.
họ đi họ ở trong cái nhà nghỉ này. Đó, họ về nhà nghỉ đó. 269 để tháng. Đây, bạn họ đã bày sẵn ngoài. Chúng ta sẽ đi ra cái khu vực ngoài này để tức là mình sẽ đi ra đường để thám à dọc xin lỗi đường Phạm Ngũ Lão thì nó sẽ cái mật độ người đi lại nó sẽ ít hơn, nó sẽ không có đông. Nếu như mà chúng ta mà đi ở trong cái hẻm mà đi ở đường Bùi Viện đó, thì giờ này rất là đông bởi vì người ta kinh doanh buôn bán, người ta ngồi sát ra vỉa hè đó các bạn. Đây cũng có những các em bé cũng phải ngủ ở ngoài đường các bạn. Phở 24/24. Có những các cái người mà chuyển giới đó, thực ra thì họ được sống với cái giới tính thật của mình thì cũng rất là tốt. Xã hội bây giờ người ta cũng không có kỳ thị cái chuyện đó lắm. Ở Bùi Viện này thì gặp rất là nhiều những các cái người chuyển giới, nam chuyển thành nữ, nữ chuyển thành nam. Nói chung chúng ta có thể là thoạt nhìn cái là chúng ta có thể biết ngay được. Đây chúng ta vẫn đang đi trên đường Phạm Ngũ Lão đó các bạn. Bên kia có một nhóm bạn trẻ vẫn đang đi chơi khuya, họ đang ngồi chơi. Xe.
có cứ gửi cứ đẩy vô đi em nghĩ ra. Đi rồi, đây là Đỗ Quang Đầu các bạn. Đây, Đỗ Quang Đầu. Đây, Phạm Ngũ Lão. Đây, bác đạp xích lô. Rồi, chúng ta tiếp tục đi nhé. Đây vẫn là đường Phạm Ngũ Lão đó các bạn. Rồi, có lẽ là video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video và đăng ký ngay kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để cập nhật những các cái thông tin mới nhất về cuộc sống Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn quý bà con, cô bác.